Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con đang có mặt ở giữa đồng trời luôn các cô chú, anh chị và các bạn ơi. Đến với một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt rất là khó khăn, đó là gia đình của ông bà Năm Sến. Thì hằng ngày là ông chỉ ở nhà chăm sóc cho bà, lý do là bà đang mang rất là nhiều căn bệnh. Hai vợ chồng đã lớn tuổi rồi nhưng mà ở ngoài giữa đồng trời, mỗi lần phải di chuyển vô đây thì con đường rất là xa xôi luôn. Ngoài ra thì hiện tại là đang vào mùa nước nổi, cho nên nó là cái phần đường đi vô nhà của ông bà nè, hiện tại là nước đã ngập hoàn toàn luôn như thế này. Nhà của ông bà thì nằm ở tuốt đằng sau đây. Giờ con sẽ bắt đầu đi vô thăm ông bà nha. Này, nhà của ông bà nằm ở đây. Hiện tại thì bà đang bị bệnh, chỉ có thể ngồi lên ghế bố thôi. Di chuyển đồ thì nhờ ông phải giúp đỡ. Con chào ông bà Năm. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bà khỏe không? Khỏe nè, sao mà nó thối mục như bư hết vậy? Con bước lên nha. Dạ. Dạ, con bỏ dép ở đây nha. Dạ dạ. Dạ, ông Năm ngồi đi. Ủa sao nhà ông Năm ướt quá vậy? Dạ, mới tắm mà. À, mới tắm ha. Dạ, ông Năm ngồi đi. Tại vì á, hiện tại là nhà của ông bà là chỉ có dọn dẹp bao nhiêu đây thôi, nên là mỗi lần mà tắm rửa gì đó thì cũng bà là không có di chuyển được nữa không Năm? Dạ, cũng y vậy. Dạ. Nó nằm ở trong đó thì đem ra đây tắm rửa vậy. Dạ. Như bằng cô, sao mà nó nổi cái mục này, tốt tiền thuốc nhiều lắm mà sao nó không hết này. À. Nó làm những con lỗ bà lớn này. Dạ. Ghét quá. Giống như là con thấy nó giống như là nó đang bị hoại tử vậy, nên nhưng mà nếu mà muốn biết chính xác được á, tại vì con cũng không có chuyên về y á, nên con không có biết được á, cho nên là muốn biết chính xác thì ông Năm đưa bà Năm đi khám thử nha. Mình ra mình hỏi bác sĩ á, nhờ người ta vô đây nè, người ta ẵm bà Năm ra giùm, tại vì đi ở ngoài đó cũng khó lắm. Khó khăn quá mà được mà. Ta khiên mình nằm ngồi nhóm khiên đi. Dạ, ta khiêng ra thì mới được thôi. Dạ. Dạ. Ông Năm năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông Năm? 59 tuổi rồi cô. Dạ, còn bà Năm thì sao? Năm 71 rồi. Dạ, hồi trước cũng đây cách nay cũng 2 năm mà con có đến đây một lần. Có. Thăm ông bà. Dạ. Lúc đó thì bà. Dạ. Lúc đó thì hình như là bà khỏe hơn bây giờ ha. Ừ, giờ sức khỏe của bà hơi yếu đi. Đuối à. Dạ. Ừ. Ông bà có con cái gì không? Con đứa. Đứa thằng có vợ ngoài Dương rồi. Dạ, rồi con của ông bà đâu rồi? Nó thằng Út nó đi ra một kia làm rồi. Dạ, khi nào mới về hả ông bà? Chiều về. Chiều trưa chút về cũng chừng. Dạ, đi làm vậy rồi thu nhập có tiền lo cho ông bà không? À, thì bữa thì 100 à. Dạ, cũng đâu đủ sinh sống gì đâu. Dạ, ông bà. Dạ. Dạ. Ông Năm thì giờ chỉ là ở nhà rồi lo cơm nước rồi lo cho bà thôi đúng vậy, không ạ? Vậy đó rồi đó cô. Dạ, cái ghế này nãy là bà tắm ở đây luôn rồi nó ướt vậy rồi. Không, xuống đây ngồi là cô. À, xuống dưới đây ngồi được ha. À. Đi xuống đây ngồi rồi tắm rồi tại đây luôn. Hai cái chân. Dạ, bà Năm á là bà bị những cái bệnh gì hả bà Năm? Bị cột sống. Dạ, bị thoái hóa cột sống. Dạ. Ngoài ra bà còn bị bệnh gì khác nữa không? Nó ngứa tăng hoài vậy đó, tại vì không biết nữa. Dạ. Cái mục này nè thì được thì ông Năm nên đưa bà đi khám sớm á để bác sĩ chữa trị sớm. Bà đừng có buồn nha. Mình chữa trị sớm nè, rồi mình hết sớm rồi mình sống với con cháu của mình sau này nữa. Nên là bà Năm phải cố gắng hơn nha. Căn nhà này trước đó con cũng biết là mình cũng được hỗ trợ đúng không Năm? Ừ. Dạ. Tính là biểu ổng khiêng tu nhà ông nhỏ Út má. Dạ. Thì tỷ có đi khám bệnh rồi là đi xe nó chở mình đi. Dạ, đem mọi người ta khiêng mình ra ngoài giùm. Rồi mình lại nhà bà có một khi một người con Út nữa à? Có, cũng như là em dâu. À, có người em á. Giờ mình đi em ra ngoài đi rồi nhờ em mình á chở mình đi lại bác sĩ mình khám mình xem như thế nào. Rồi mình uống thuốc là từ từ mục nó hết à, nên bà Năm đừng có sợ quá nha. Dạ. Cái nhà mình trời mưa chắc là dột lắm. Dột cả này quá cô ơi. Dạ. Phải lấy màn với lại thêm mấy cái miếng cao su mình che đỡ. Dạ. Nói Út bày Út sao mà nó nắng quá chịu không nổi. Dạ. Đau hả bà? Nó làm nóng mình người vậy. Dạ. Nói ông bơi ông tắp tôi được.
quá trời chịu không nổi. Vậy là mới tắm xong ha. Dạ, đúng rồi. Gia đình mình nay ăn cơm với gì ông Năm? Chưa là ăn với cá, con cá đu hồng nhỏ nhỏ vậy đó, gà chiên. Dạ. Ngày nào thì ông Năm cũng đi ra ngoài mua đồ ăn về hay chồng nấu rồi tự ăn với nhau. Bà Năm ăn cơm được không? Ăn ngon lắm. Dạ, ăn cũng ngon. Ăn mà mắt đúc bơ cô. Dạ, ông Năm đúc mà. Nó quéo vô đây chơi rồi. Dạ, bà Năm cái tay bà Năm có cử động gì được không? Làm gì nó tối ngày cũng làm như mắt tối ngày vậy nè cô. Không có cầm lại được. Ừ. Dạ, cũng khó khăn quá. Nhà mình là dõng dạng là có bao nhiêu đó thôi đó không Năm? Có nhiêu đó thôi đó. Dạ, nhà này cất lâu chưa ông Năm? À, cũng lâu 2 năm, 2-3 năm vậy rồi. Dạ, 2-3 năm rồi, nhưng mà chưa có tiền, mình chưa dừng được mấy cái dách này lại ha. À. Dạ, ông Năm á là trước lúc mà bà Năm chưa bị bệnh, ông Năm làm nghề gì? À, cũng chạy gạch ở lò gạch này nè. À, rồi lúc đó bà Năm có đi làm chung với ông Năm không? À, lúc đó thì nó cũng là đi xin đi kiếm ăn vậy. Dạ, vậy ông Năm làm lò gạch là ngày được nhiêu tiền? Lúc đó làm ít xíu với cô, làm ngày 70-80 ngàn à. Có khi 70-80, có khi 50-60 vậy đó. Dạ. Cái đất này là phải của ông bà không? Hay không, là ông bà ở đậu? Của nhà bên đây. Dạ. Ở đậu. Dạ. Ông hồi trước đó thì ông bà có nhà cửa đất đai gì không? Không. Không có gì đó. À, lúc trước thì ở đậu đất của anh, cái người anh bên vợ. Dạ. Rồi anh bên vợ có bán ba tờ lệch rồi, cái rồi mới hỏi bà này về chỗ này ở. Dạ, là về đây ở, là ở đất là cho người ta cho ở đỡ luôn. Nhà này thì cũng nhờ người ta cắt dần luôn. Đúng rồi đó. Dạ, nay con đến đây thì con trước đó thì con cũng đã đến mấy lần rồi, cũng biết về hoàn cảnh của ông bà cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Hôm nay thì con đến đây con sẽ thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bà Trần Thị Tư, con gửi cho ông bà một cái món quà nha. Dạ, thì món quà này gửi tặng đến thì con hy vọng ông Năm sẽ dùng cái số tiền này, thứ nhất là sẽ đưa bà Năm đi ra bệnh viện để khám xem là sức khỏe như thế nào, đó là cái điều cần thiết nhất nha. Dạ, ông Năm cái số tiền này thì cũng khá là lớn luôn đối với lại gia đình của ông bà. Thì con sẽ thay mặt cho bà Trần Thị Tư gửi đến cho ông bà Năm. Ông Năm có thể đếm mà con xin gửi à. Cảm ơn nghe. Bây giờ khỏi đếm đi. Dạ ông Năm đếm đi ạ, đếm mới được ạ. Đếm ạ. Dạ. Ông Năm đếm có bao nhiêu tiền nha. Dạ. Bao nhiêu ông Năm? Đâu rồi, tôi nhắc quà. Dạ. Cô đó đâu mất. Là tổng cộng là 2.3 triệu phải không cô? Dạ đúng rồi. Vậy là cảm ơn nha. Dạ. Cái một ngày hết ha. Dạ. Rồi bây giờ là đi lấy tiền này, là ông Năm sáng mai là thứ ba là đưa bà Năm đi khám nha. Dạ. Rồi tranh thủ đi khám sớm lòng mà hết sớm. Dạ. Dạ, chúc cho ông bà có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Vậy là cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Chị Tư gì đó. Dạ. Chúc cho ông bà nhiều sức khỏe. Bây giờ là nói là cái số tiền này nó là mừng thiệt á, mừng thiệt, cũng mừng. Bây giờ cái hoàn cảnh nó khó khăn quá rồi, giờ thằng con thì làm một ngày chừng 100 ngàn, 100 ngàn mua cá hết ra đâu 30 ngàn rồi, còn có 70 ngàn. Dạ. Dạ. Đem cá về tôi hấm nữa. Dạ. Chú ơi, bên mày đem cá về ngon quá, ngon quá. Dạ. Nếu mà còn dư thì ông bà mua gì đó bồi bổ thêm cho mình nha. Dạ, dạ. Con chúc cho ông bà có nhiều sức khỏe. Dạ. Nhân đây thì con cũng xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bà Trần Thị Tư rất là nhiều. Chúc cho gia đình của bà sẽ có nhiều sức khỏe hơn. Cái số tiền này bà gửi về là cũng để hồi hướng công đức cho bà. Dạ. Nên là con cũng rất hy vọng là cô chú sẽ, ông bà sẽ có nhiều sức khỏe hơn trong thời gian sắp tới nha. Dạ, còn dạ. Bây giờ thì con xin chào, hẹn gặp lại ông bà. Tôi cũng là cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Rồi bà nhớ đi khám sớm nha bà. Tôi với vợ tôi là cảm ơn chị Tư bển ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ.